Chào mừng các bạn đến với Làm Như Thế Nào. Hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn cách tự học Illustrator qua các bài tập thực hành. Ở đây với phần mềm Adobe Illustrator, mình sẽ gọi tắt là AI trong toàn bộ quá trình hướng dẫn. Bài đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành vẽ tia sáng mặt trời Sunray trong AI. Bước đầu tiên, các bạn khởi động phần mềm AI lên. Như các bạn có thể thấy ở đây chính là giao diện của AI. Về phần giao diện của AI, mình sẽ nói qua như sau. Cũng như Photoshop hay các phần mềm đồ họa khác của Adobe, thì thanh Panel Tool chính là thanh tương tác trực tiếp nhất của người dùng với phần mềm. Nó chứa các nút công cụ giúp chúng ta thao tác trực tiếp một cách dễ dàng lên sản phẩm. Thanh menu chứa các link dẫn đến các tính năng công cụ và lệnh của Illustrator, cũng như một nút để mở Blend, một menu để chọn một layer Blend và một menu để tắt chọn các cấu hình Good Space khác nhau. Panel Control là một panel hỗ trợ công cụ riêng biệt với thay đổi nội dung sao cho phù hợp với công cụ hiện thực đang được chọn trong Good Space. Thanh trạng thái được đặt ở mép trái dưới cùng Artboard. Chức năng hiển thị các thao tác, thông số của các tool câu trò. Artboard, vùng hiển thị làm việc trực tiếp chứa sản phẩm mà chúng ta thực hiện. Tiếp theo, ta sẽ tiến hành thực hiện một loạt layout mới. Thao tác thực hiện như sau. Trên giao diện chính của AI, các bạn vào File, chọn New, nhấn tổ hợp phím Ctrl+N. Bảng hồi thoại New Document hiện ra có các thông số chúng ta cần lưu ý như sau. Tại ô Name, nơi chúng ta đặt tên cho file mới. Profile, kiểu định dạng layer của các bạn như định dạng về web, phim hay flat. Number of artboard, số lượng layer các bạn muốn tạo. Như bình thường mình sẽ chỉ tạo một layer mà thôi. Size, tại đây thì chúng ta có thể chọn các khổ mặc định có sẵn như A4, A5. Width, chiều rộng tự thiết đặt của file của các bạn. Height, chiều cao tự thiết đặt cho file của các bạn. Kiểu màu chuẩn đó là CMYK hoặc RGB. Sau đó chúng ta nhấn OK để tiếp tục thao tác. Ta sử dụng nút công cụ Ellipse Tool hay gọi tắt là phím L để vẽ vòng tròn. Nhún Ellipse Tool nằm trong bộ Rectangle nên các bạn chỉ cần click chuột và giữ vào nút công cụ Rectangle Tool thì một bảng lựa chọn hiện ra. Ta sẽ chọn nút công cụ Ellipse. Để vẽ hình tròn ta có hai cách. Cách thứ nhất là vẽ theo định tính. Các bạn click chuột và dê chuột một khoảng để vẽ được khung tròn. Trong lúc giữ chuột nhớ giữ phím Shift để hình tròn được định hình. Cách thứ hai, ta vẽ theo định lượng. Sau khi chọn nút công cụ Ellipse xong thì ta click nút chuột vào Artboard, một bảng hiện ra. Ta chỉ việc gõ chiều cao và chiều rộng vào các ô thì chúng ta có thể vẽ được đường tròn một cách chính xác. Có một lưu ý đối với các bạn lần đầu sử dụng, đó là khó khăn trong việc vẽ hình tròn và đường tròn thì chúng ta lưu ý ở hai vị trí trong vùng tùy biến Good Space. Khi ta click vào ô thứ nhất, đầu tiên năm tức là đối tượng được vẽ theo đúng đường biên. Tại ô tiếp theo, Registration tức là đối tượng được bao phủ khi được bao kín. Và tại các ô tiếp theo gồm các mã màu, đó là khi đối tượng được bao kín, ta chuyển màu thì toàn bộ vùng sẽ được đổi màu. Với ô thứ hai, đó là ta thiết đặt thông số cho đường pen, cũng với chế độ tương tự như trong khung trước.
Tương tự như vậy, ta vẽ một đối tượng đường tròn thứ hai. Chú ý lần này là đường tròn. Các bạn làm tương tự. Khi vẽ xong đường tròn thứ hai, không muốn đổ màu vào cho đường tròn này thì tại ô thứ nhất các bạn để chế độ năn, đặt màu đen. Ta có thể thay đổi độ dày của nét tại ô giá trị stock. Để di chuyển đường tròn, các bạn nhấn nút công cụ Selection Tool hay phím tắt là phím V. Đưa chuột đến gần tâm đường tròn, kéo và thả cho hai đường tròn và hình tròn đồng tâm. Tiếp theo, các bạn chọn tab Stock trong banner Control được nêu ở bên phải màn hình. Nếu chưa thấy tab này hiện ra thì các bạn có thể bật tab tại menu Window, chọn Stock hoặc nhấn tổ hợp phím Control F10. Chọn đối tượng đường tròn bao tích. Tích điểm vào vùng Dash qua line, đặt thông số sao cho phù hợp tại ô Dash. General, các bạn kéo cho thông số đi một cách phù hợp. Như ở đây mình để tầm 400. Tiếp theo, các bạn chọn sang nút Selection Tool, chọn hai đối tượng. Selection hai đối tượng. Tiếp tục, các bạn vào Object, chọn Expand. Bảng thông báo Expand hiện ra, chọn OK. Như vậy, đối tượng của chúng ta đã được chuyển từ dạng vector tròn sang dạng vector bao toàn bộ vùng tròn. Phần tiếp theo, ta chọn tab Pen Finder. Nếu chưa có trên bảng Pen Control thì ta có thể vào Window, chọn Pen Finder hoặc là nhấn tổ hợp phím Shift Control F9. Chọn hai layer và chọn chế độ trộn Paper Model. Như vậy, các bạn có thể thấy toàn bộ các vector đã được trộn là một. Tiếp theo, ta chỉ việc tạo một lớp gradient để có thể có màu đặc biệt cho tia sáng. Chọn đối tượng, chọn đối tượng, chọn chế độ gradient. Tiếp theo, trong bảng gradient, ta chọn màu phù hợp. Như vậy, ta đã vẽ được một vector dạng tia sáng mặt trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.